Hôm nay hàng Dương Quán về một con cá hô khủng luôn. Con này là cá hô vảy rồng 102,7 kg. Đây, nhìn hấp dẫn quá vậy. Thấy cái vảy nó không? Đây lại là Phong Phong lấy một cái vảy nó ra cho anh coi. Đây, đây là số ký. Một em buông cái tay em ra để thấy số ký cái. Buông cái tay ra. Rồi 102,7 kg. Rồi đâu đưa cái vảy coi đây. Đây cái vảy đây. Gần bằng nguyên cái lòng bàn tay luôn. Nhìn hấp dẫn không? Cá hô này ăn là thôi còn gì bằng nữa. Hàng Dương Quán quận 7 nằm 132 đường số 65 phường Tân Phong quận 7. Đi đường Nguyễn Thái Thập tới đường 65 quẹo phải đường 65 đi tới cuối đường 65 gặp bờ sông cho đến Hàng Dương Quán quận 7. Và Hàng Dương Quán quận 4 nằm 229 đường Khánh Hội phường 5 quận 4. À, cổng trước là 224 đường số 48 phường 5 quận 4.